Ok mọi người, thì họp hành xong rồi. À quên mất, bên đối tác tuần sau có cử một bạn người Mỹ sang làm việc với team mình trong một khoảng thời gian ngắn. Thì trong team có ai có thể làm việc và giúp đỡ bạn được không nhỉ? Em không làm đâu nha. Thôi rồi, giờ không ai chọn thì để anh chỉ định nhé. Đây, cái chai này mà chỉ vào ai thì người sẽ chết. À nhầm, sẽ có cơ hội được thành tiếng Anh. Rồi, rồi vòng quay may mắn bắt đầu nha. Cố lên, anh tin là em sẽ làm được. Còn không làm được thì tự nghỉ nhé. Bảo mình chia động từ hay chép từ mới thì mình còn làm được, chứ giờ kêu nói chuyện tiếng Anh với người bản xứ chắc chết quá. Từ trước cái này còn nói chuyện bằng tiếng Anh bao giờ đâu. Hi darling. Oh hi dad, how are you? Tao là tiền đây chứ có phải ngoài mà còn vào đây vậy. Con tưởng lúc con khóc thì bồn phế xuất hiện, nhưng sao lại xuất hiện kiểu bất thình lình trong nhà như trộm vậy, mà con kiểu không có khói lửa các thứ nữa. Trời ơi, khói lửa thì về người ta làm hậu kỳ chứ ở đây lấy đâu ra khói lửa. Quê mùa quá đi, bỏ qua phần đấy đi, con đang gặp vấn đề gì? À, con sắp phải làm việc cùng với cả một người nước ngoài, nhưng mà tiếng Anh của con chỉ biết sơ sơ thôi, nên là làm sao làm việc được. Đấy, trông mặt ngơ người kia là biết ngay ông tiền này sẽ không giúp được gì rồi. Hè, tao nghe này hết đi nhá. Ta mà không giúp được con, làm sao tao được xuất hiện trong kịch bản. Đây, con cứ học cho bí kíp này của ta, nó nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ này. Ta thấy khóa học này có chức năng ghi âm hay lắm này. Đấy, con học thì nó sẽ chuẩn hơn. Được đi. Oh, good morning, John. How's it going? Good morning, John. How's it going? Yeah, great. Long time no see. How are you? I'm okay. I'm not up to much. I'm okay, I'm not up too much. Với khóa học giao tiếp cơ bản của Elite, các bạn sẽ có thể cải thiện được kỹ năng giao tiếp của mình mà không mất thời gian đi săn tây cũng như là học giao tiếp qua sách vở. Cùng với đó là tính năng ghi âm cũng như là check lỗi phát âm sẽ giúp cho các bạn tự đánh giá được trình độ của mình đang ở mức nào. Hơn nữa thì... Cho đây một đây, quảng cáo đây nữa, kỳ vậy. Chí, anh, tình hình chuẩn bị đón bạn mới thế nào rồi? À, cũng tạm ổn anh ạ. Nói chung là em cảm thấy là cũng tự tin hơn, đỡ sợ hơn. À, mặc dù là nó chưa tốt lắm, nhưng mà chắc là sẽ học thêm 1-2 tuần nữa xem sao. Cái điều gì làm em tự tin đấy? Thực ra là em đã học một cái khóa tiếng Anh online giao tiếp, nó khá là hữu ích. Nó có những cái mẫu câu mà nó quen thuộc, nên là em chắc là em có thể áp dụng được với cái anh người Mỹ sắp tới luôn. Nhưng mà cái em cảm thấy là cải thiện được nhiều nhất, nó là cái ngữ điệu. Nói có ngữ điệu nghe nó tây hẳn. Rồi ok, nghe có vẻ hăng say đấy. Thôi rồi, cố gắng lên, anh bạn người Mỹ sắp tới rồi đấy.